Đa số còn nói vậy chứ bốc lên còn sốt nhiều lắm. Sốt nhiều. Đâu có bao giờ mà ta chính xác được. Bốc có thiếu một lóng tay thôi, một cái ngón tay vậy thôi nè. Mà đi về đi nửa đường rồi đó. Đi nửa đường đó. Cái kêu quay trở lại kiếm. Dạ. Có một cái cây dâu ba lớn này nè, dâu tầm á. Là bắt đầu tới mà nó nghe giải tỏa cái là tự nó giật người chết luôn. Nó cái ốc cục nó lên. Dạ. Ui. Ai kể cho anh nghe? Hả? Nam La Cà xin kính chào quý khán giả. Hôm nay Nam La Cà mời quý khán giả của chúng ta La Cà một vòng thành phố. Hiện tại thì chúng ta đang ở tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý thuộc cái địa phận phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, và là con đường nó chạy xuyên qua cái nghĩa trang Bình Hưng Hòa, và nó chỉ sẽ còn là di vãng trong một thời gian ngắn nữa thôi. Thành phố của chúng ta đang có cái kế hoạch chủ trương là di dời những phần mộ ở đây ra một cái khu vực xa trung tâm thành phố hơn, trang nghiêm hơn, đẹp hơn, để chừa lại khoảng không gian thành phố, tạo thêm cái mảng xanh cho thành phố. Thì Nam sẽ chạy một vòng để cho bà con có một cái nhìn tổng quan nhất về cái dự án này nhé. Nam La Cà xin cảm ơn. Mời bà con cùng đi theo Nam nha. Let's go. Chúng ta đã thấy thì con đường Tân Kỳ Tân Quý ngày xưa, cái lòng đường nó chỉ là nó là con đường hai chiều, và lòng đường nó không có lớn, chỉ khoảng 10 mét thôi đó. Nhưng mà bây giờ đã được trổ ra hai bên nè, nhà cửa cũng đã được lấy lại, những cái quán xá vỉa hè cũng đã được lấy lại để nhường chỗ cho vỉa hè, rồi mở rộng lòng đường nữa, lòng đường lề đường. Điểm vui chơi giải trí của các cầu thủ. Cái nước hồ nó xanh giống như màu của trà sữa gì vậy đó. Trà nó rất rộng lớn, có những cái cây nó hòa đi hồi lạc đường luôn. Báo của quận này, ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân thông báo đến thân nhân của các phần mộ trong dự án di dời nghĩa trang Bình Hòa về thời gian thực hiện bốc mộ tập trung đối với các mộ còn lại như sau: giai đoạn 1 thuộc phường Bình Hưng Hòa khu 10 hecta và phường Bình Hưng Hòa A khu 2 hecta thực hiện bốc mộ tập trung trước 30 tháng 4 2024, vậy là còn khoảng 1 tháng nữa. Dự án giai đoạn 2 thuộc phường Bình Hưng Hòa A khu 11,54 hecta thực hiện bốc mộ tập trung trong tháng 11 năm 2024, và dự án này cũng khá là dài đấy. Hết năm cũng chưa xong và đến kéo dài đến năm 2025. Nói cài bừa bã con ta, gia đình ta không sao không nói mà để cài bừa rồi nó cái cài lên mạng đó, lên đông đó. Không mà con thấy tất cả là đều có bia có mộ như vậy thì con nghĩ là cái tỷ lệ sót nó ít á. Có chủ á. Dạ. Có bia có đồ có chủ. Còn những người mà không có chủ là không có bia. Có dạ. Bia nhiều khi ta đi nước ngoài rồi nè, khi nọ ta thất lạc. Dạ. Đa số con nói vậy chứ bốc lên còn sốt nhiều lắm. Sốt dạ. Nhiều. Đâu có bao giờ mà ta chính xác được. Bởi tôi nói mấy cháu tôi đi bốc mộ, tôi kêu mấy bay bốc người ta bốc lên phải lấy cho sạch sẽ cho người ta. Mang tội chết. Mang tội chết luôn. Người ta về là ta kêu mình riết rồi mình không làm ăn được cái gì. Ta đòi đấy ha. Ta đòi, ta thiếu cái này, thiếu cái kia. Hồi đó là đây tôi thấy có bốc một cái cô đó 18 tuổi nha. Bốc có thiếu một lóng tay thôi, một cái ngón tay vậy thôi nè. Mà đi về đi nửa đường rồi đó. Đi nửa đường. Cái quay trở lại kiếm. Dạ.
đâu có đi được. Đi được, đi được. Đó, mấy cái ngôi mộ nhỏ nhỏ như này nè, cái tỷ lệ nó bị sót là rất là cao. Nhận định á thì những cái khu vực nho nhỏ nằm vị trí ở những cái mặt tiền đường lớn á thì thường được ưu tiên giải tỏa trước, và như ở cái khu vực này nè đã được giải tỏa trắng à. Đây là vô ngay đây nè, là cái mộ của Giang Lệ Hằng ngày xưa, là coi như cái chai dầu thơm để vô khỏi cần mở nắp là tự hết luôn. Bây giờ kia ba cái đồ của em nó là nội nên nó nói cái nỗi ốc bụng luôn. Dạ. Là coi như cái chai dầu thơm chưa xài thôi, là coi như là tem còn luôn, ở nước ngoài gửi về để cho đó thôi, là tự nhiên nó giật xuống hàng ngày vậy. Dạ. Là coi như là khủng khiếp luôn, là coi như là ai người ta cúng đồ đó, bây giờ còn một đống đồ của em đó đó, là bây giờ đem đi là không thể tưởng tượng luôn. Nhưng mà đem đi đâu có hết đâu, còn đóng nè. Dạ. Ôi ngay chỗ này hang còn cái con của cô ha, sanh đẻ hang là coi như ban đêm hang, ở đó nó có một cái cây ổi á. Dạ. Trái đầy luôn, mà cô bằng hang là đêm nào nó cũng bẻ nó chọi nguyên một sân luôn, bắt đầu cổ giấy rồi cái từ đó tới sau là chín ăn luôn. Còn có một cái cây dâu ba lớn này, dâu tầm á, là bắt đầu tới mà nó nghe giải tỏ cái là tự nó giặt người chết luôn. Nó cái ấp cục nó lên à. Dạ. Ui. Ai kể cho anh nghe? Hả? Ai kể cho anh nghe? Thì những người ở đây. Dạ. Hồi đó ngày nào cũng vô đây chơi á. Dạ. À, nó vậy đó. Ở đây cũng khiếp lắm. Dạ. Còn sau này cái cô kia ở đó hang là coi như ban đêm hang là nó đuổi đi, nó không cho ở. Mấy ông ở ngủ trưa thôi. Ngủ trưa thôi. Là nó không cho ở, là coi như nó hấp dẫn đi. Chắc trưa mấy cái người buôn bán hàng rong đi. Dạ. Anh mấy cái cây lớn sao họ không đốn luôn đi? Mấy cây lớn hả? Là coi như là phải cúng giấy mới lên mới đốn. Dạ. Tại vì những cái cây lớn á, là có người người ta giữ ngự ha. À, nên là bây giờ phải cúng giấy xong. Ngày xưa hôm trước á, có một cái chiếc xe mà mấy cái cổng này nè, ở đây là có tất cả những cái cổng lớn nhớ không? Dạ. Đó, là ngày xưa đó là coi như á, là sau này giải tỏa đó là mấy cái xe đó lợi á là nó không cúng, là lợi cuốc hư cuốc hư. Dạ. Rồi xong nó mua gà mua vịt nó cúng nó mới bứng được mấy cái cổng đi nè. Dạ. Đây là biết bao nhiêu cổng, 3-4 cổng này nè, dài nó đó. Dạ. Đâu có đập được đâu. Dạ. Đó. Đúng rồi, tâm linh mà đâu có đùa được đâu. Tại vì cái ông này là ông bên đạo Thiên Chúa. Dạ. Ông có tin nhưng mà dạ, sự thật ra ông làm không được. Rồi xong rồi ông nhờ người ta là cúng, ông nhờ cái cô đây nè mua gà vịt cúng xong ở đây cổng đó rồi mới hạ xuống cái cổng luôn. Thì mấy cái cây này là bây giờ đâu có ai, bây giờ mướn người ta đâu có dám thò cái cưa vô đâu. Dạ, lại dù như mình mướn xong mình mấy những cái người đốn người ta phải xin keo và này kia nọ xong rồi người ta cho phép thì mới là mới dám đốn. Chứ chi bây giờ hồi nãy có vô cái cây đó chưa? Cây to thiệt to hả? À, vô cái cây đó đi. Những cái quyền bí nằm ở em định vô mà không dám. Đó, vô đấy. Đi gần gần tới bắt đầu cái cây đó là coi như là khoảng chừng 20 người ôm chưa hết gấp. Cây to dữ vậy? Thì đó mình vô mình thấy chứ mình đâu có phải là ấy. Dạ. Đâu. Lúc trong kia. Mà phía sau cái lùm cây này là đường nào đấy anh? Đường gì đó? Nói chung lại là không có đường, trong đây chỉ có một căn nhà. Dạ. Một căn nhà của ông chú nằm mé bên tay trái mình nè. Dạ. Còn ở chu vi đây là nó bao hết. Dạ. Ở cái cây nó lớn vậy đó. Giai đoạn 1 là nó giải tỏa là 10 hecta. Dạ. Là cộng với đây là Bình Hưng Hòa Trơn. Dạ. Rồi Bình Hưng Hòa A là thêm 2 hecta nữa là giai đoạn 1 là 12 hecta. Dạ. Là nó nằm ở dưới ngay chỗ đường Bình Long. Hai khu bên kia em có ghé bên đó. À, thì đó là giai đoạn 1 là dạ, 12 hecta. Đó là giải tỏa trắng rồi, bây giờ là tới Thanh Minh là những cái ngôi mộ mà nó sơn màu đỏ.
là cái đó là có người thân. Người thân ở đây thì người thân ở đây thì người ta sẽ bốc đi, nhưng mà nhà nước là sẽ hỗ trợ những cái ngôi mộ ở đây là trên 10 triệu. Dạ, mỗi ngôi mộ được 10 triệu. Trên 10 triệu. Dạ. Thì mình chỉ nghe những cái người mà đi lấy mộ người ta nói thôi. Dạ. Chứ thật sự là mình không có người thân ở đây. Năm 1980 thì đến nay đã là 20 năm, 44 năm à. Bên kia cũng còn hai ngôi mộ nữa đang đánh dấu X. Khi mà bốc xong rồi thì họ cũng đã khử uế bằng cách là rải vôi nè. Ở đây là những ngôi mộ còn ở ngoài phía rìa, rìa bên ngoài. Thôi, ta lượn đây. Có xe múc, xe cuốc vào đây để hỗ trợ cái việc đào bốc nó nhanh hơn. Và xe cũng đã được di rời đi. Ui, mọi người thấy cái lò thiêu không? Nó đỏ rực kìa. À không phải, ánh mặt trời nó chiếu vào. Tổ mối. Đây cũng có những cái bẫy chim nữa nè. Cũng gần tối rồi, chắc mình phải vọt đi khỏi khu này thôi. Đến giờ mà những người họ tá túc ở đây ấy, họ trở về nhà rồi, mình nên trả lại cái nơi không gian riêng tư yên tĩnh cho họ. Bia mộ bằng gỗ. Ok. Trong này nè, cây cối rậm rạp.
còn sót lại. Đi thôi. Thôi, kẹt đường rồi. Cái gì mà gai ý vậy? Chui xuống bên dưới nó đi. Đừng nó đè một cái là thấy bà nội luôn á. Chắc không? Đừng có đè xuống nha. Cảm ơn. Các bạn thân mến, Nam La Cà đã hoàn thành nhiệm vụ chia sẻ đến cho cả nhà cái góc nhìn tổng quát về cái nghĩa trang Bình Hưng Hòa cũng như cái tương lai của dự án. Giai đoạn 1 đã được nói chung là cũng khá là thành công. Đã di dời được cũng rất nhiều ngôi mộ, hàng ngàn ngôi mộ. Một cách thành công. Nhưng mà vẫn còn đâu đó là cái dự án vẫn còn ngổn ngang. Chưa thực sự là mặt bằng vẫn chưa thật sự là đẹp. Thì về như vậy thì Nam sẽ cập nhật cái dự án thứ 2, thứ 3, thứ 4 tiếp theo cho cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn.